Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chữa Lành Tự Nhiên. Nếu như mà đang đêm mà quý vị đang gặp phải cái tình trạng đó là đột nhiên răng của chúng ta bị đau, rất là khó chịu, không ngủ được. Lúc này thì mà thuốc giảm đau ở trong tủ thuốc của chúng ta ấy, lại bị hết. Thì vậy thì chúng ta cần phải làm như thế nào? Nếu như gặp phải cái tình trạng này thì mọi người đừng quá lo lắng nhé. Chúng ta có thể là áp dụng cái phương pháp bấm huyệt để có thể là vượt qua được cái cơn đau răng khó chịu này. Khi bị đau răng thì bấm vào huyệt nào và cái cách tác động ra làm sao thì Hằng xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chính của video ngay sau đây nhé. Thưa quý vị, Hằng xin chia sẻ tới quý vị hai huyệt vị giúp chúng ta giảm được cái cơn đau khó chịu của cái bệnh đau răng. Khi mà bị đau răng ấy thì quý vị hãy tác động luôn vào hai cái huyệt vị này nhé. Huyệt vị đầu tiên có tên gọi là huyệt hợp cốc. Nó thật sự là không lạ gì khi mà chúng ta sử dụng cái huyệt hợp cốc trong cái trường hợp là đau răng. Bởi vì đông y thì cho rằng cái huyệt hợp cốc này nó được gọi là cái huyệt giảm đau. Và vì khi chúng ta tác động lên cái huyệt hợp cốc ấy, nó sẽ giúp chúng ta giảm những cái triệu chứng đau rất là tốt. Đặc biệt là các cảm giác đau ở những cái bệnh chứng bệnh mà ở cái vùng đầu này, vùng cổ và vùng mặt của chúng ta. Huyệt hợp cốc này nó là huyệt thứ tư của kinh đại trường. Và huyệt này nó có rất nhiều những cái công dụng, ví dụ như là chấn thống này, thanh tiết phế khí này, thông giáng trường vị và phát biểu giải nhiệt và khu phong, vân vân. Trong đó thì chấn thống có nghĩa là ngăn chặn lại những cái cơn đau, thống là đau đúng không ạ? Và đau răng thì cũng không ngoại lệ. Vị trí của huyệt hợp cốc xác định như sau, nó rất là đơn giản. Quý vị, nó sẽ nằm ở cái khe nối giữa cái điểm cái khớp xương, xương bàn của cái ngón tay trỏ và cái ngón tay cái của chúng ta. Đây, nó nằm ở cái khu vực này. Hoặc là cái cách xác định dễ hơn là quý vị chỉ cần đặt cái khớp của ngón tay cái này, của cái bàn tay đối diện nhé. Chúng ta đặt vào cái vị trí hổ khẩu. Đó, thì đầu ngón tay cái chỉ vào đâu thì đó chính là vị trí của huyệt hợp cốc. Cách tác động lên huyệt hợp cốc khi mà chúng ta bị đau răng, đó là khi quý vị bị đau đầu hay là đau răng thì chúng ta nên thực hiện day bấm và chúng ta bấm mạnh lên cái huyệt hợp cốc này thì nó sẽ giúp chúng ta giảm được cái cơn đau. Quý vị lấy ngón tay cái này chúng ta bấm mạnh vào đây, bấm mạnh vào huyệt hợp cốc. Sau đó là chúng ta day tròn trong khoảng tầm 2 đến 3 phút. Quý vị làm tương tự với cái tay còn lại nhé. Thường thì chúng ta sẽ làm tay trái trước và sau đó chúng ta sẽ làm tay phải. Quý vị bấm mạnh vào đây và sau đó quý vị day trong khoảng từ 2 đến 3 phút. Khi hơn nữa thì nếu như mà mỗi ngày ấy, quý vị day vào hợp cốc và huyệt hợp cốc này từ 2 đến 3 lần thì cái hiệu quả thần kỳ tới cái chứng là tê mặt này, đau mắt này, sưng amidan và rất là nhiều những cái chứng đau khác ở cái phần đầu của chúng ta sẽ được cải thiện. Để giúp cho mọi người giảm đi cái cơn đau răng mà đang gặp phải thì Hằng cũng xin chia sẻ tiếp cho quý vị một cái huyệt vị nữa rất là tốt, đó chính là huyệt ôn lưu. Huyệt ôn lưu là huyệt thứ 7 của kinh đại trường. Theo như cái tên gọi của huyệt ý, thì huyệt ôn có nghĩa là ấm, đúng không ạ? Được coi là dương khí, còn lưu là lưu thông. Vậy thì ôn lưu nghĩa là nơi mà cái dương khí nó lưu thông. Khi mà chúng ta kích thích lên cái huyệt ôn lưu này sẽ làm cho phần dương khí của chúng ta nó hoạt động tốt hơn và từ đó đưa lại cho chúng ta được cái cảm giác đó là dễ chịu, giảm đau rất là hiệu quả. Vị trí của huyệt ôn lưu thì có rất là nhiều cách xác định. Tuy nhiên trong phần video này Hằng sẽ hướng dẫn quý vị một cái cách mà chúng ta có thể là tự xác định vị trí huyệt ôn lưu ngay tại nhà một cách rất là đơn giản. Trước khi mà xác định vị trí của huyệt ôn lưu thì Hằng xin hướng dẫn quý vị cách xác định hai cái xương ở trên cẳng tay của chúng ta. Thứ nhất đó là xương quay và thứ hai là xương trụ. Xương quay thì nó, quý vị nhớ là nó sẽ nằm ở từ dưới của cái phía ngón tay cái của chúng ta này. Đây là cái phần xương quay. Hai cái xương này nó sẽ nằm gần như là song song với nhau, nó chỉ có những cái điểm nối ở đầu xương thôi. Đó, thì cái xương quay nó chính là cái xương mà nằm trên này. Còn cái xương trụ là cái xương ở dưới này. Khi mà quý vị để cái tay theo cái dáng như của Hằng ấy thì xương trụ nó sẽ ở dưới và xương quay nó sẽ nằm ở phía trên này. Và cái huyệt ôn lưu của chúng ta nó sẽ nằm ở trên bờ của cái xương quay này. Khi mà chúng ta xác định vị trí của huyệt ôn lưu như sau, quý vị đặt cái tay của quý vị lòng bàn tay theo hướng như của Hằng này, tức là cái lòng bàn tay sẽ quay về phía ngực. Sau đó là quý vị sẽ nắm chặt cái bàn tay lại. Đó. Trước hết là chúng ta sẽ đi tìm vị trí của huyệt dương cốc trước. Bởi vì cái huyệt ôn lưu này nó sẽ
có cái mốc mà dựa trên cái huyệt ôn cốc, à dương cốc này, để nó xác định. Thì cái huyệt dương cốc là quý vị chỉ cần ngửa cái ngón tay cái này ra phía về mu bàn tay, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái hố lõm ở dưới của cái ngón tay cái đi xuống này. Đây, ở ngay cái vị trí gần cổ tay của chúng ta ấy, có một cái hố lõm này, thì cái vị trí huyệt dương cốc nó sẽ nằm ở trong cái hố này, nằm ở cái khoảng giữa của cái hố lõm đó. Và cái huyệt ôn lưu nó sẽ nằm ở trên cái xương quay cách với cái huyệt dương cốc này 5 thốn. 5 thốn là tương đương với, thứ nhất là 5 cái ngón tay nằm ngang này của chúng ta là tương đương với 4 thốn rồi đúng không ạ? Và chúng ta thêm một cái ngón tay nữa là 5 thốn, nó nằm trên xương quay. Đây là cách xác định thứ nhất. Hoặc là quý vị có thể là nắm chặt cái bàn tay lại. Khi mà quý vị giơ cao lên trước tầm mắt này, chúng ta nắm chặt cái bàn tay lại thì quý vị sẽ nhìn thấy cái khối cơ bắt đầu nó nổi lên đây đúng không ạ? Thì bắt đầu cái điểm đầu tiên của cái khối cơ nó nổi lên này, trên cái xương quay, trên bờ của xương quay này chính là vị trí của huyệt ôn lưu. Đây là vị trí của huyệt ôn lưu, huyệt vị mà Hằng đang chỉ cái ngón tay trỏ vào này. Đây là vị trí huyệt ôn lưu nhá. Nó cũng cách cái huyệt dương cốc này của chúng ta 5 thốn tay, 5 thốn. 5 thốn thì nó tương đương với 5 cái lần của cái bề ngang của những ngón tay cái của quý vị này. Hoặc là quý vị có thể xác định bằng cách là 5 cái ngón tay chụm lại như thế này thì thành 4 thốn rồi. Chúng ta cộng thêm một cái bề ngang của ngón cái nữa là 5 thốn. Đó, thì ước chừng cái khoảng này. Đây, đây là vị trí của huyệt ôn lưu nhá. Và tương tự, bên này chúng ta cũng xác định tương tự này. Chúng ta xác định huyệt dương cốc nó sẽ nằm ở đây. Đó, chúng ta sẽ đo thêm 5 thốn nữa. Một, đây nữa. Thì đây là vị trí của huyệt ôn lưu ở bên tay trái của Hằng. Quý vị có thể nắm chặt lại thì quý vị có thể nhìn thấy cái khối cơ nó nổi lên đúng không ạ? Thì bắt đầu cái điểm đầu của khối cơ này, bắt đầu từ cái điểm nó sưng lên này, nó chính và nằm trên cái bờ của xương quay, thì nó chính là vị trí của huyệt ôn lưu. Đó là cái cách chúng ta xác định huyệt ôn lưu. Về cái cách tác động huyệt ôn lưu thì quý vị chỉ cần sử dụng ngón tay cái nhé, chúng ta bấm mạnh lên cái huyệt vị này, sau đó quý vị day tròn trong khoảng từ 2 đến 3 phút. Khi quý vị bấm vào cái huyệt này, nó có cái cảm giác rất là đau, nó đau lên lan lên tận cái khuỷu tay của chúng ta này. Quý vị có thể là ấn giữ cũng được, đến khi mà quý vị cảm thấy tê tức thì chúng ta dừng lại và làm liên tục như vậy vài nhịp trong khoảng từ 2 đến 3 phút. Quý vị làm đầy đủ cả hai bên tay nhé, và một ngày thì chúng ta cũng sẽ thực hiện việc tác động lên cái huyệt ôn lưu cũng như cái huyệt học cốc này khoảng 2 đến 3 lần. Và mỗi lần chúng ta làm từ 2 đến 3 phút cho mỗi cái bên huyệt vị. Ngoài ra thì để có thể tác động lên cái huyệt ôn lưu có hiệu quả hơn thì quý vị có thể sử dụng một cái cây nhan ngải cứu như thế này, hoặc chúng ta dùng cái máy sấy tóc, chúng ta sau khi bấm vào huyệt ôn lưu thì chúng ta có thể là cứu nóng lên cái huyệt vị này để nó giúp chúng ta tăng được cái hiệu quả trị liệu hơn. Trên đây là hai cái huyệt vị mà rất tốt và hiệu quả trong cái trường hợp mà quý vị bị đau răng. Nếu như tác động vào cái huyệt hợp cốc và huyệt ôn lưu ấy, mà quý vị cảm thấy cái cơn đau của chúng ta nó chưa dứt hẳn, nó chỉ giảm đi thôi, thì quý vị có thể là tác động thêm những cái huyệt, ví dụ như là huyệt túc tam lý này, hoặc là huyệt khúc trì. Những cái huyệt này thì quý vị có thể là tham khảo thêm cái vị trí ở trong các video khác mà Hằng nói về các chứng bệnh về đường tiêu hóa hay là mất ngủ. Hy vọng rằng chỉ với cái hai cái huyệt ôn lưu và huyệt hậu cốc này đã có thể giúp cho quý vị dứt ngay được cái cơn đau răng ngay tại nhà cho chính mình. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Bây giờ Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau.